Góc nghiêng thần thánh của Hải Tú như phiên bản nữ của Sơn Tùng, tướng phu thê ngày càng rõ. Ai cũng nhận thấy rằng Sơn Tùng, Hải Tú giống nhau đến ngỡ ngàng. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh ghép cho thấy Sơn, Tùng MTP và Hải Tú ngày càng giống nhau. Tháng 10 năm 2020, Hải Tú gia nhập công ty MTP Entertainment do Sơn Tùng làm chủ tịch và trở thành nữ diễn viên độc quyền nổi tiếng. Ngay sau đó, cô cũng xuất hiện với vai nữ chính trong MV Đình Đám Chúng Ta của hiện tại. Sự xuất hiện của nàng thơ cùng với độ đẹp đôi của cặp Sơn Tùng, Hải Tú từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thời điểm đó, tên tuổi của người đẹp từng phủ sóng khắp các mạng xã hội. Kể từ sau khi gia nhập MTP Entertainment, mối quan hệ chủ tịch gà cưng Sơn Tùng MTP và Hải Tú nhận được sự quan tâm lớn. Cả hai được không ít fan nhận xét đẹp đôi. Nhiều người còn ghép hình Sơn Tùng MTP bên cạnh Hải Tú để cho thấy cả hai có rất nhiều điểm giống nhau từ tôn da, đôi môi, chiếc mũi và ánh mắt, và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng. Ngọc nghiêng Hải Tú như phiên bản nữ của Sơn Tùng, tướng phu thê ngày càng rõ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, người đẹp dường như mất hút sau khi dính vào loạt ồn ào tình ái với Sơn Tùng MTP. Cô được cho là nguyên nhân khiến chuyện tình 8 năm của cặp đôi Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm tan vỡ. Thời gian vừa qua, Hải Tú hầu như không xuất hiện trong các dự án nghệ thuật mới. Thỉnh thoảng cô chỉ xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo tươi tắn, trẻ trung. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1997 không hé lộ gì thêm về cuộc sống hiện tại. Sau ồn ào chuyện tình cảm, Sơn Tùng, Hải Tú vẫn giữ im lặng. Không ít khán giả vẫn nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi này và nhận xét rất đẹp đôi.